đọc sống vượt trên cảm xúc, kiểm soát cảm xúc còn không nó kiểm soát bạn. Tác giả Joy Meyer, dịch giả Ngô Minh Hòa, nhà xuất bản Đà Nẵng. Nguyên tác Living Beyond Your Feelings. Ngoài những phần kinh thánh trích dẫn có chú thích, tất cả phần kinh thánh được trích trong sách này lấy từ bản dịch diễn ý. Sách này được dịch và phổ biến tại Việt Nam, được sự cho phép của tác giả và chức vụ Joy Meyer. Sách này là quà tặng của tác giả, không bán. Chương 3. Kể với người khác cảm giác của bạn. Tất cả chúng ta đều có ước ao bẩm sinh là kể cho người khác biết chúng ta cảm thấy thế nào. Nhưng kể không đúng người chỉ làm cho vấn đề càng thêm trầm trọng hơn. Cứ kể lể về một hoàn cảnh nào đó rất dễ dẫn đến than phiền và làm thế là tội. Hãy để thì giờ đọc những câu kinh thánh sau và suy nghĩ nó nói điều gì. Đừng gian dâm như một số người xưa, đến nỗi trong một ngày 23.000 người thiệt mạng. Đừng thử thách Chúa như một số người xưa, để rồi bị rắn cắn chết. Cũng đừng cầu nhau oán trách như họ, để rồi bị thiên sứ hủy diệt. Côn-rô thứ nhất đoạn 10 câu 8 đến câu 10. Những câu này nghe sợ quá nếu chúng ta không nhớ rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ ân sủng và chúng ta có khả năng ăn năn và tiếp nhận ơn thương xót của Ngài. Nhưng thật lý thú, khi chúng ta để ý rằng sự cầu nhàu được cho là nan đề trầm trọng nhất. Tại sao? Vì Chúa vô cùng tốt lành và Ngài mong ước chúng ta giữ lòng biết ơn trong lúc gặp thử thách nào đó. Chuyện này không dễ, nhưng Ngài mong chúng ta làm vậy. Trong lúc tìm ai đó để kể về những gì làm cho chúng ta bực mình, chúng ta cần thận trọng không trở nên than phiền hay phạm phải lỗi lầm là nói chuyện không đúng người. Vậy bạn sẽ hỏi, người nào là đúng người? Nếu bạn thật sự cần biểu lộ cảm xúc lành mạnh và cần một người bạn tốt để cầu nguyện cho bạn, thì tôi đề nghị bạn hãy chọn người bạn tin tưởng, người thân hay người lãnh đạo thuộc linh. Đừng cứ lặp lại và cầu nhàu về việc bạn cảm thấy thế nào. Chỉ bày tỏ cảm xúc và liền sau đó hãy tự nhắc mình rằng Chúa có thể chữa lành bạn và thay đổi hoàn cảnh của bạn. Nếu hoàn cảnh của bạn thật trầm trọng và dường như bạn không thấy có tiến triển nào, hãy nghĩ đến việc tìm sự tư vấn từ chuyên gia. Cách làm như thế sẽ lành mạnh hơn vì chuyên gia tư vấn sẽ tìm cách giúp đỡ bạn đối diện với những vấn đề bị đè nén là những vấn đề tạo ra những cảm xúc bệnh hoạn trong đời sống bạn. Những vấn đề như thế rất độc hại, nên bạn cần hợp tác với chuyên gia tư vấn để vứt bỏ những cảm xúc như thế khỏi đời sống bạn. Sau đó, bạn có thể sống một cuộc đời tốt đẹp mà Chúa muốn bạn sống. Tôi nghĩ một số người trả tiền cho các chuyên gia tư vấn suốt nhiều năm chỉ để được tâm sự với họ. Nhưng đó không phải là tư vấn thật. Tư vấn thật sẽ giúp bạn nhìn thấy và đối diện sự thật. Và một khi việc này xảy ra thì công việc chữa lành sẽ bắt đầu. Nói chuyện với chuyên gia tư vấn thì tốt, nhưng đừng bao giờ quên rằng người tốt nhất mà bạn nói chuyện chính là Chúa. Tôi thấy các thi thiên do David viết rất hay vì ông hay bộc lộ cách ông cảm thấy với Chúa, nhưng ông cũng nói kèm theo đó là ông tin cậy Chúa là thành tín, giữ lời hứa của Ngài. Thường David hay nhắc Chúa về điều gì đó Ngài đã hứa trong lời Ngài. Hãy xem một đoạn thi thiên làm ví dụ. Thượng đế quên con mãi mãi sao? Ngài lánh mặt con đến khi nào? Bao giờ con hết chôn phiền muộn vào đáy lòng và bao giờ kẻ thù thôi lấn lướt? Chúa ơi, xin thương xót trả lời. Xin cho mắt con được thắp sáng cho khỏi chìm vào giấc ngủ thiên thu. Xin đừng để bọn người tự phụ bảo nhau rằng ta đã thắng kẻ thù. Đừng để họ vui mừng khi con ngã. Con vẫn tin nơi tình thương cao cả, tìm hân hoan trong ân đức cứu sinh. Con sẽ ca hát tôn vinh Ngài vì Chúa cho con dồi dào ân phúc. Thi thiên 13 câu 1 đến câu 6. Nếu tôi diễn ý đoạn kinh thánh trên theo ngôn ngữ thời nay, nó sẽ được diễn tả như thế này. Chúa ơi, con đang bị tổn thương vô cùng. Con cảm thấy như muốn chết đi được. Ngài phải chờ bao lâu nữa trước khi Ngài làm điều gì đó cho con? Có phải Ngài muốn kẻ thù con nói rằng chúng đã thắng? Chúa ơi, con tin cậy Ngài và sẽ tiếp tục tin cậy.
xin cho con thấy mặt Ngài giữa lúc con bị thử thách để con được khích lệ. Chúa ơi, con cảm thấy tồi tệ, nhưng con sẽ vui mừng và giữ thái độ tích cực bởi ơn cứu rỗi của Ngài và lời hứa của Ngài về tình thương và lòng thương xót. Con sẽ hát cho Ngài vì Ngài là tốt lành. Chỉ một đoạn thi thiên này thôi đã mô tả nguyên tắc mà tôi trình bày trong sách này. Chúng ta không cần phải phủ nhận cảm xúc không tồn tại, nhưng chúng ta không cho phép nó kiểm soát chúng ta. Cảm xúc của chúng ta không nhất thiết kiểm soát quyết định của chúng ta. Chúng ta không phải lúc nào có thể thay đổi cách chúng ta cảm thấy, nhưng chúng ta chọn sẽ làm gì trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta có thể tin cậy Chúa làm dịu đi cảm xúc của chúng ta đang lúc chúng ta đưa ra những quyết định đúng. Tôi tin thật lành mạnh cho David về cả tâm linh lẫn thể xác khi ông thổ lộ cho Chúa cách ông cảm thấy. Đó là cách để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực của ông để nó không làm hại con người bề trong của ông khi ông chờ Chúa giải cứu ông. Tôi để ý thấy David thường nói cách ông cảm thấy hay hoàn cảnh của ông như thế nào. Và rồi ông nói, nhưng tôi sẽ tin cậy Chúa, tôi sẽ ca ngợi Chúa, đấng cứu giúp tôi. Tôi không hề khuyên bạn đè nén cảm xúc bên trong và để nó ngậm nhấm bạn. Mục đích của tôi là không khuyến khích bạn hãy giả vờ là mọi chuyện đều ổn, trong khi đó bạn đang giận điên lên trong lòng hay cảm thấy vô cùng nản lòng, thiếu điều muốn buông xuôi hết. Những người đè nén nỗi đau và không hề học xử lý nó cách đúng đắn thì cuối cùng họ hoặc tiêu tan hoặc là hoang tàn. Và cả hai cách đều không phải là lựa chọn hay. Chúng ta không muốn phủ nhận sự tồn tại của cảm xúc, nhưng chúng ta có thể phủ nhận quyền của nó muốn cai trị chúng ta. Mục đích của tôi là giúp bạn bộc lộ bản thân một cách thành thật với Chúa hay với người nào Chúa muốn dùng, và giúp bạn bộc lộ một cách tin kính. Tôi muốn bạn điều khiển cảm xúc của mình thay vì để nó điều khiển bạn. Bạn có bao giờ mở cửa tủ lạnh ra mà ngửi thấy mùi thối đến độ bạn thốt lên, trong đây bốc mùi? Tôi chắc rằng phần lớn trong chúng ta đều có kinh nghiệm đó. Và khi chuyện này xảy ra, chúng ta biết rằng chúng ta không phát hiện ra nguyên nhân của vấn đề là gì. Tình trạng sẽ tồi tệ thêm. Cách đây không lâu, tôi uống cà phê với một người bạn và ngạc nhiên khi nghe một số điều cô kể về hội thánh cô. Cô bày tỏ sự bất bình về một số chuyện và cô hơi phê phán và chỉ trích. Ngày hôm đó tôi nghĩ, có điều gì đó không ổn trong tấm lòng cô này. Tôi nghe những lời ganh tị, bất mãn, chỉ trích và cay đắng. Cô nói về ban nhạc trong hội thánh và rõ ràng là tôi thấy cô bị vấp phạm nên cô đổ hết cho người lãnh đạo ban nhạc đó. Tôi cố gắng giúp cô thấy thái độ của cô không tốt, nhưng cô không chịu xin lỗi về cách cô hành xử. Tôi biết chắc rằng cô đã nói với nhiều người và rốt cuộc là đã phao vu thái độ chỉ trích của cô đến nhiều người khác. Tôi ý thức rằng thái độ của cô đã bốc mùi và nó sẽ tồi tệ hơn trừ khi cô làm sạch nó đi. Kết cuộc vài tháng sau, cô càng lún sâu trong tội lỗi. Cô đã mở cửa cho tội lỗi bước vào đời cô qua thái độ cay đắng đối với người khác. Sự bốc mùi của cô trở thành một căn bệnh gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Cô có thể tránh được nhiều rắc rối nếu cô nói với Chúa thay vì nói với người khác. Cô không nói chuyện với tôi hay người khác để được giúp đỡ, mà cô chỉ trách móc mà thôi. Và chúng tôi đã biết thái độ của Chúa về vấn đề này rồi. Nếu cô chạy đến với Chúa như David đã làm, cô có lẽ sẽ nói như vậy: Chúa ơi, con cảm thấy đang giận dữ vì con đã đổ lỗi cho người lãnh đạo nhóm nhạc. Chúa ơi, con phải nhìn nhận là con cảm thấy ganh tị và con nghĩ chuyện này bất công. Nhưng con tin cậy nơi Ngài. Sự đề bạt đến từ Ngài, và con tin rằng nếu Ngài muốn con ở vị trí đó, Ngài sẽ đặt con ở đó. Đang khi con chờ đợi Ngài, con sẽ ca ngợi Ngài và ủng hộ nhóm nhạc mà mục sư đã chọn. Khi xử lý vấn đề theo cách đó, cô này có thể thổ lộ bản thân một cách thành thật, nhưng vẫn duy trì sự ngay thẳng trong tâm linh. Đáng lý cô có thể kiểm soát được cảm xúc thay vì để xúc cảm kiểm soát cô. Hát để xua tan nỗi buồn. Tôi có đọc một câu chuyện rất hay trong một cuốn sách có tựa Chill of the Traveler. Một giáo sĩ nọ cùng gia đình của ông sống giữa vùng bộ lạc Fatu tại New Guinea. Con gái của vị giáo sĩ là Sabine đã viết lời này:
Khi chúng tôi mới bắt đầu đến sống ở Jeju, chúng tôi thắc mắc không biết dân bản xứ biết bài hát nào không, vì chúng tôi chưa hề nghe họ hát. Thắc mắc này đã được trả lời ngay. Chúng tôi từ Danubira trở về và chúng tôi mất đồ. Khi chúng tôi kiểm tra đồ đạc bị lấy cắp, chúng tôi nghe tiếng ca hát từ bên kia sông. Tiếng hát nghe điệu Nakri rất hay. Có người hát, ô, ô, người pha du giống như chim hót. Ô, ô, họ xuất thân từ một cái cây. Ô, ô, những con người xấu xa như thế. Ô, ô, hỡi người Klasu, người Dorisa tội nghiệp. Họ rất buồn và thắc mắc của cải của họ ở đâu. Ô, ô. Cha tôi rất thích khi chúng tôi biết rõ rằng người pha chu cải biên bài hát cho phù hợp với hoàn cảnh của họ. Bài hát chỉ có 3 nốt nhạc, trong đó họ bày tỏ cảm nhận của họ lúc đó. Nhạc của họ không cầu kỳ, mà nó chỉ là những âm nghe rất thích. Việc dùng những bài hát biểu lộ chính mình có thể là lý do mà người pha chu không bị trầm cảm hay rối loạn tâm lý. Cảm xúc được bộc lộ ngay, có những lúc họ dừng lại để bộc lộ cảm xúc của họ. Như hát bài than vãn, khi bài hát than vãn được hát lên thì nỗi buồn vơi đi và cuộc sống trở nên bình thường. Khi một người gặp một biến cố đau buồn, người đó có thể nằm trên liều suốt nhiều tuần, không nói một lời nào ngoại trừ ca hát suốt nhiều giờ. Trong những giai đoạn đó, dân làng sẽ mang đồ ăn tới cho người đó, rồi một ngày nọ, người này đứng dậy, bỏ đằng sau mọi phiền muộn, được vơi đi khỏi nỗi đau. Người này trở lại làm việc bình thường. Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta viết ra bài ca của mình? Ô ô, tôi thật bất hạnh vì chồng tôi mất việc và tôi không biết chúng tôi sẽ làm gì. Ô ô, tôi không hiểu tại sao bạn bè tôi được phước còn tôi lúc nào cũng gặp rắc rối. Ô ô, khi nào hoàn cảnh của tôi thay đổi? Tôi cảm thấy trốn chạy hoàn cảnh này. Ô, tôi cảm thấy muốn chạy trốn. Sau khi nghe tôi giảng tại một hội nghị, một cô gái trong số nhân viên của chúng tôi có viết một bài hát về bệnh viêm xoang của cô. Lời đó đại ý như thế này. Ô ô, tôi chán ngán về bệnh viêm xoang. Tôi muốn thở. Vâng, tôi muốn thở nhẹ. Thật không công bằng khi tôi dị ứng với bầu không khí tôi đang sống. Ô, chuyện này quá bất công. Tôi đoán chắc bạn hiểu vấn đề. Điều này giúp bạn hát ra cảm xúc thật của bạn. Nhưng hãy luôn nói với Chúa rằng bạn tin cậy nơi Ngài và khiến họa thành phúc. Đây chính là nguyên tắc mà David đã thực hành. Thi thiên đều là những bài ca. Nó là những lời được phổ nhạc và nó là cách ông bộc lộ chính mình một cách chân thật với Chúa. Chúng ta được khích lệ trong Kinh Thánh để ca hát cho Chúa một bài ca mới. Xem Thi thiên 96 câu 1. Có lẽ một phần trong những bài ca mới này mà chúng ta ghi lại chính là những biểu lộ chân thành về cách chúng ta cảm nhận. Khi bộc lộ cảm xúc một cách đúng đắn, chúng ta có thể tránh được những vấn đề thuộc tâm lý tương tự như bộ lạc Pha Chu đã làm. Xã hội giả tạo. Bạn có bao giờ cảm thấy rằng con người thời nay đang sống trong một xã hội giả tạo không? Chúng ta dùng thẻ tín dụng làm bằng chất dẻo để mua sắm, tạo ra ảo tưởng rằng chúng ta sở hữu nhiều thứ và có của trong nhà. Nhưng sự thật thì nếu có dư nợ trong thẻ tín dụng không được cân bằng thì chúng ta mắc nợ. Thẻ tín dụng rất tiện lợi, nhưng khi phiếu ghi nợ đến, chúng ta thường ngạc nhiên sao chúng ta tiêu quá nhiều và ảo tưởng của chúng ta biến mất. Chúng ta thường làm ra vẻ là mình sở hữu nhiều thứ. Nhiều người trong chúng ta làm những công việc mà chúng ta không thích vì những công việc này mang lại cho chúng ta chức tước và cảm giác quan trọng. Chúng ta đi phẫu thuật tạo hình, giải phẫu ghép chất dẻo vào. Chúng ta nhuộm tóc hay chúng ta đeo tóc giả. Với ngân sách dồi dào, chúng ta tiêu xài thoải mái để thay đổi dáng vẻ của mình. Rồi chúng ta cũng nở nụ cười giả. Nụ cười dẻo như nhựa. Và nói cho mọi người rằng chúng ta ổn, trong khi đó trong lòng thì tan nát. Đó là lối sống giả tạo. Khi chúng ta hỏi người khác họ thế nào, câu trả lời thường là ổn thôi. Nhưng người đó thật ra là người không bình thường, bất an, căng thẳng và thất thường. Là cơ đốc nhân, chúng ta thường tin rằng chúng ta nên cảm thấy tốt hơn lệ thường, hay là chúng ta nghĩ nói thật điều chúng ta cảm nhận là tội lỗi, nên chúng ta che giấu cảm xúc của chúng ta với mọi người.
Đôi khi chúng ta cố che giấu chính bản thân chúng ta, cách chúng ta cảm nhận. Chúng ta giả vờ mình có đức tin đang khi đó chúng ta đầy nỗi nghi ngờ. Chúng ta giả vờ hạnh phúc đang khi đó chúng ta thật bất hạnh. Và chúng ta giả vờ mình đang kiểm soát và làm chủ tình hình. Nhưng tại nhà, phía sau cánh cửa, chúng ta hoàn toàn là một con người khác. Chúng ta không muốn nhìn nhận chúng ta đang sống cuộc sống giả tạo, nên chúng ta luôn bận rộn để không buộc phải xử lý những vấn đề hiện tại của mình. Chúng ta có thể giam mình để làm công việc của hội thánh hay làm công tác tôn giáo nhằm che giấu Chúa. Ngài đang cố chỉ cho chúng ta thấy sự thật, nhưng chúng ta lại muốn làm việc cho Chúa thay vì lắng nghe Ngài. Chúa muốn chúng ta thành thật và sống thật. Đừng rơi vào ảo tưởng rằng mọi cảm xúc đều là tội lỗi. Trở thành một con người có đức tin không có nghĩa là bạn không hề có những cảm xúc tiêu cực hay bất khiết. Chúng ta có thể trải qua những cảm xúc cần phải xử lý, nhưng chúng ta lúc nào cũng vận hành đức tin nơi Chúa và xin Ngài giúp chúng ta không cho phép cảm xúc kiểm soát mình. Kinh Thánh nói chúng ta sống bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Côn-tô nhì đoạn 5 câu 7. Điều này có nghĩa là chúng ta không đưa ra quyết định dựa trên những điều chúng ta cảm thấy hay nhìn thấy, mà theo đức tin của mình nơi Chúa và lời hứa của Ngài dành cho chúng ta. Tôi cho rằng những gì chúng ta cảm thấy không phải là tội, bao lâu chúng ta nói chuyện với Chúa về cảm xúc đó và đón nhận sức của Ngài để chọn hành động theo lời Ngài, chứ không theo cách chúng ta cảm nhận. Kinh Thánh nói, giận nhưng đừng phạm tội. Điều này có nghĩa là bạn có thể cảm thấy giận dữ về một bất công nào đó, nhưng nếu bạn xử lý nó đúng thì chuyện này không phải là tội. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 26. Sự thật giải thoát chúng ta phải xử lý thật sự, sống thật sự và trên hết phải hết sức thành thật với Chúa và với bản thân. Kinh Thánh cũng nói chúng ta phải khước từ mọi điều giả tạo, phải chấm dứt nó và mọi người hãy nói thật với kẻ lân cận. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 25. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta phải trút hết mọi thứ chúng ta cảm nhận hay mọi việc chúng ta đã làm cho bất cứ ai chúng ta gặp. Nhưng chúng ta không thể có mối quan hệ thật sự dựa trên sự không trung thực. Quyết định và công bố, tôi sẽ sống thật và thành thật trong chính đời sống của mình với Chúa và với mọi người. Dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời, hằng ngày tôi bước đi. Thầm tạ ơn Chúa, nhờ ngày gian nguy mới biết dịu nghề, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tin Chúa như xa dần. Tạ ơn Chúa vì giờ gian nguy bóng Chúa rạng ngời, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như dễ đi. Dù khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như
say không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi vào tiếng Chúa như xa dần, và tôi đã thua. Trời xanh.